các em hãy nhấn vào đăng ký kênh để xem nhiều hơn những video dễ thương. Ok, và bây giờ chị sẽ vẽ, đó là chị phải vẽ cái mái tóc trước. Mái tóc của BGP thì nó rất là dài và nó rất là dày. Rồi bây giờ thì chị sẽ vẽ cái mái chắp của búp bê GP thì nó có hai mái này. Rồi chị sẽ vẽ cái mái nó trước. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái khuôn mặt này. Rồi khuôn mặt tròn tròn và một cái lông mi. Rồi đây là một đôi mắt to của búp bê GP nha. Rồi. Vậy tôi đôi mắt xong rồi thì chị vẽ một đôi mắt bên này nữa. Ok, và đã xong một con búp bê, cái đôi mắt của búp bê Chibi rồi. Tiếp theo đó là cái miệng của búp bê Chibi. Wow, bây giờ nó đã ra cái hình hài rồi. Và bây giờ thì mình sẽ vẽ cái bộ váy nè. Đó, trên này là cái bộ vai trước. Rồi tiếp theo là chị sẽ vẽ cái váy nha. Đó, búp bê Chibi sẽ vẽ mặc một cái bộ váy, đó là một bộ váy trễ vai. Và đây là cái ống tay của cái váy. Rồi bây giờ dưới này là xong một cái phía trên của cái váy rồi. Đó, các em thấy đẹp không nào? Rồi bây giờ chị sẽ vẽ cái cúc nè, cái cúc áo. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ vẽ cái váy của búp bê Chibi nha. Đó, cái váy thì nó rất là dễ thương. Xíu nữa chị sẽ tô màu cho các em luôn. Rồi chị sẽ sửa rũa cái mái tóc này cho nhìn nó dễ thương hơn. À, và bây giờ là cái chân của búp bê GP nha. À, cái chân của búp bê là nó sẽ mang một đôi giày nha. Ok, rồi bây giờ chị sẽ vẽ xong đôi chân rồi. Và bây giờ tiếp theo đó là chị sẽ chấm nút lên những cái váy cho nó có một cái màu dễ thương. Rồi và bây giờ thì mình chỉnh sơ lại cái đôi mắt nè. Rồi cái lông mày cũng như là mình tô cho cái mắt nó đậm, mắt của BGP nó đậm lại để cho nó nhìn các bé hơi rõ hơn nha. Wow. Rồi chị sẽ tô mắt bên này để cho nó đều nhau. Và bây giờ mình sẽ xem đôi mắt của BGP có đẹp không nào. Wow, rất là dễ thương. Rồi bây giờ BGP đang cười đó. Rồi bây giờ còn cái cánh tay nữa. Rồi mình sẽ vẽ cái cánh tay của BGP là để phía sau lưng nha. Rồi kế tiếp theo là bây giờ chị đã vẽ xong rồi. Bây giờ chị sẽ tô màu nha. Rồi mình sẽ kéo cho cái đầm này nó có màu đen đậm hơn. Để xíu nữa mình tô màu cho nó đẹp nha các em. Rồi ok. Và bây giờ mình sẽ kéo đậm hết tất cả các viền lại. Và sau đó thì chị sẽ tiến hành tô màu cho các em nha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình lại tỉa lại cái tóc lại cho nó màu đen đậm hơn. Để xíu nữa mình tô màu nó không có bị lem nhé. Rồi xíu là xong thôi các em. Rồi bây giờ là cái lông mày ok đã xong rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ dùng màu xanh. Màu xanh tiếng Anh có nghĩa là blue. Để chúng ta tô ở phía dưới mắt của búp bê BGP nha. Rồi bây giờ màu xanh xong rồi. Màu xanh tiếng Anh các em hãy đọc là blue. Và bây giờ mình sẽ sử dụng màu vàng để tô lên mái tóc của búp bê BGP. Đó là màu vàng. Màu vàng có tiếng Anh đọc là yellow color. Yellow color. Và bây giờ mình sẽ tiến hành tô hết cái phần tóc của búp bê GP nha bằng màu vàng. Đó, búp bê GP có một mái tóc vàng rất là đẹp. Rồi bây giờ chị sẽ tô hết cái phần tóc này của búp bê GP nha. Rồi chị tô một xíu rồi là xong nè. Ok. Rồi bên phần bên này nữa một xíu nữa là xong nè. Ok, vậy là chị đã hoàn tất cái mái tóc của búp bê GP rồi. Tiếp theo. Và tiếp theo bây giờ chị sẽ sử dụng màu để tô cái đôi giày của BGP, đó là màu hồng. Màu hồng có nghĩa là pink color. Rồi mình sẽ tô sơ lên những cái viền áo của BGP cho nó màu hồng nhạt nhạt nha. Pink color, pink color, pink. Rồi bây giờ mình tô lên và mình sẽ cho một xíu má hồng lên má hồng của BGP nữa.
Vậy là cái con búp bê GP chị đã hoàn tất rồi. Wow, các em đừng quên đăng ký kênh để xem nhiều hơn những video của chị nha. Chị sẽ vẽ cho các em nhiều, thật là nhiều những cái bức hình rất là dễ thương. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các em ở những video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.